Nội thất Yêu Ân kính chào toàn thể quý khách. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bộ tần thủy hoàng chất liệu gỗ hương đá, hàng dày khuôn 4 bán 2, cột liền, yếm liền, mai rùa liền, trương liền, và hàng 2 chỉ đoạn có 8 chân. Bộ sản phẩm này bên em làm theo đơn đặt hàng của anh chị Nam Lý ở Hoài Đức, Hà Nội. Thì kính mời anh chị cùng tất cả các bác cùng Nội thất Yêu Ân đi vào chi tiết của sản phẩm. Thì cái mẫu sản phẩm này đặc biệt là bên em làm kích thước nới rộng hơn so với kích thước của tần 12 bình thường. Cái đoạn này là dài tận 2m6 này, sâu là 75 và cao từ mặt đất lên tới đỉnh trương là 1m21. Các bác có thể quan sát cái đoạn thì gồm có 8 chân tất cả, 2 chân ở giữa thì góp phần làm vững vàng hơn, khỏe khoắn hơn cho cái đoạn dài này. Dài tận 2m6 cơ, thế nên khi mà khách khứa vào phòng khách vào nhà mình thì ngồi rất là thoải mái. Kích thước được bên em nới rộng hơn so với bình thường. Vách kế thì cong nhẹ mềm mại, đặc biệt là phần trương ngả ra đằng sau cực kỳ là cân đối. Đoạn thì đục bức tranh là phúc lộc thọ, hoa mai, hoa cây trúc và cây hoa sen ở giữa. Chữ phúc lộc thọ thì là một trong những cái điều mong muốn cơ bản mà thực tế là ai cũng muốn luôn. Và thông qua đấy thì Nội thất Hữu Huân cũng muốn gửi gắm vào trong bộ ghế, mong ước cho gia chủ luôn luôn được cầu được ước thấy và được những được nhiều phúc đức lộc lá và trường thọ. Thì toàn bộ cái bộ bàn ghế này được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá từ dưới gầm lên trên mặt, bên em nói không với pha tạp gỗ. Và hơn nữa thì được bên em chọn lựa lọc lựa gỗ cực kỳ là đều đẹp, sơn là sơn O7 cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, rất là đẹp. Và tất cả cái phần trương là trương liền này, trương liền, mai rùa liền, liền xoáy, khuôn tranh dày 4, mặt ván tất cả liền tấm là dày 2 phân, liền một tấm dày 2 phân. Đấy. Trống thì đục ngay, trương liền, cột liền. Tiếp theo đến là hai chiếc ghế đơn thì có chiều rộng là 1m06, sâu 75, vẫn là cao 1m21. Vách ghế đục chữ Phú, đục chữ Phú. Và phía dưới yếm thì bên em đục hoa lan tây, trên cổ thì cũng điểm xuyết những đường nét hoa lan tây như vậy. Khuôn 4 ván 2, khuôn 4 ván 2. Cái vách ghế này đục chữ Phú này. Tất cả phần cột là cột liền, cột liền, trương liền. Cái bàn thì có kích thước là 75 x 1m47. Mặt bàn đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió. Đôn ngồi kích thước là vuông 40. Đẹp mà từ cái đôn trở đi. Bàn thì được bên em đục tỉa lại rất là chi tiết. Bức tranh thuận buồm xuôi gió là một trong những bức tranh cực kỳ là yên bình. Một bức tranh rất là đẹp về phong cảnh cũng như là ý nghĩa tốt trong phong thủy. Đôn đầu bàn thì đục bức tranh là cửu ngư quần hội, mong muốn về kinh tế cho gia đình được dư giả thành công. Và cuối cùng cũng là cái món cuối cùng, đó là cái chiếc ghế đơn với vách ghế đục chữ Quý. Ghế thì cực kỳ cân đối, các bác có thể nhìn thấy hai cái mai rùa cực kỳ là bệ vệ, kết hợp với chân vèn đế liền, hai lượt chỉ trơn như thế này. Đấy, hai lượt chỉ trơn chạy tứ diện, mai rùa liền xoáy, cột liền, trương liền, vách đục chữ Quý và cây tùng. Thì bộ sản phẩm được làm một bằng chất liệu gỗ hương đá, là một trong những cái loại gỗ rất là bền, đanh, cứng, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết, hạn chế cong vênh mối mọt. Và những sở hữu những cái bộ bàn ghế giá trị và đẹp dày như thế này thì các bác không những là sở hữu cái bộ sản phẩm nội thất chất lượng cao mà sở hữu những cái khối tài sản cực kỳ là giá trị, không những là hiện tại mà sau này nữa. Tại vì gỗ bây giờ là chỉ có giá trị nó chỉ tăng lên thôi, và gỗ nó càng dần càng đắt, khan hiếm lên rồi. Tại vì với cái tốc độ khai thác của con người bây giờ thì không có cây gỗ nào có thể phát triển mà kịp được. Thành ra là những cái sản phẩm đồ gỗ này nó sẽ ngày càng có giá. Các bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cái sản phẩm đồ gỗ, đặc biệt là những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, có thể liên hệ tới Nội thất Hữu Huân qua số hotline là 0988 685 625. Bên em có địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong Liên, Hà Đông Anh, Hà Nội. Xin cảm ơn anh chị Nam Lý rất là nhiều đã qua tận xưởng bên em lựa chọn từ mộc cũng như là tin tưởng vào xưởng. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.